Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này. Chia sẻ và minh chứng mọi giá trị và trong thị trường bằng chính giá trị giao dịch thực tế của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian nhiều năm qua trên thị trường để gửi đến các nhà đầu tư, để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tế này trên thị trường. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn đang trải nghiệm về thị trường, hãy nhìn nhận để đánh giá, hãy nhìn nhận để thấy rõ được các giá trị thực tế này trên thị trường. Và nhà đầu tư cần phải hiểu rằng đây là cả quá trình dài của biết bao nhiêu các trader muốn giao dịch được thì phải tập luyện, phải nhìn nhận, phải đánh giá được ngay từ những bước ban đầu khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này. Tôi chia sẻ bằng chứng minh bằng thực tế cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị này trên thị trường. Và nhà đầu tư phải cần phải hiểu rằng không có chuyện áo quân Forex thế giới hay Ro Trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex ra ngoài chia sẻ và chứng minh với mọi vấn đề trên thị trường mà chỉ là bắn tín hiệu hay đọc lệnh hoặc phân tích về xu hướng trên thị trường và gọi đó là giao dịch. Xin lỗi nhà đầu tư, đó hoàn toàn là những sai lầm ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Giao dịch được thì phải chứng minh được, giao dịch không được sẽ không có giá trị chứng minh, và trong thực tế đây là điều hiển nhiên trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Nhà đầu tư cần phải lưu ý rằng đây là cả quá trình dài mà ngay từ những bước ban đầu bản thân các bạn cần phải trải nghiệm thực tế trên thị trường và cần phải thấy rõ được những giá trị thực tế này. Người đứng ra chia sẻ họ phải minh chứng và trong thị trường thực tiễn để cho nhà đầu tư thấy rõ. Và tôi gửi đến nhà đầu tư đây là những giá trị mà bản thân tôi dành giao dịch, dành thì chia sẻ và dành thì gửi đến các nhà đầu tư để nhà đầu tư cùng theo dõi, nhìn nhận. Và thì hôm nay thì qua những cái buổi vừa rồi thì tôi cũng có đánh cái tài khoản này lên, và thì có một số người cũng hỏi tôi là tài khoản này đã cháy chưa, thì tôi khẳng định cả nhà đầu tư rằng livestream vừa qua tôi đã cắt lệnh và tôi đã xử lý xong. Và thì đây là tiếp tục lệnh kế tiếp cho cái mà livestream vừa qua mà trước đó, thì nên tôi có để đây là phần 2. Tôi mong muốn rằng bản thân các bạn khi giao dịch trên thị trường thì các bạn phải hiểu rằng cái người đứng ra họ giao dịch, họ vận dụng, họ áp dụng kiến thức vào trong thực tế, họ mới là người am hiểu về các giá trị, họ mới là người xử lý các giá trị tình huống trên thị trường, chứ không phải chúng ta đưa ra những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường mà thì chúng ta chỉ có nhìn nhận, chúng ta chỉ có đánh giá, chúng ta đưa ra những bản thân chúng ta là những cái nhận định phiến diện của bản thân chúng ta mà chúng ta có thể nói rằng ăn thế này anh tính như thế kia. Các bạn nên nhớ rằng các bạn giao dịch được hay không là bản thân các bạn cần phải nhìn nhận đúng, và các bạn phải đánh giá được rằng người đó có năng lực thật sự hay không. Có giá trị năng lực thật sự trên thị trường này chính là những người đã chứng minh, đã đưa những kiến thức, đã đưa những giá trị vào trong thị trường thực tế để cho chúng ta là những người tham gia vào trong thị trường này. Chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá, có như vậy thì mới có cơ sở, có như vậy mới có căn cứ để chúng ta đánh giá được đâu là những người giao dịch thật sự trên thị trường. Và để nhập, trong mấy ngày vừa qua thì bản thân tôi không có giao dịch nhiều, thế nên tôi không có xô ra bên ngoài. Và để nhập, trong cái khoảng vùng giá này, thế nên để nhập, tôi không có giao dịch nhiều, và để nhập, trong cái vùng giá này là vùng giá nhạy cảm, thế nên tôi hầu như đứng ngoài. Để chủ yếu là bà một cái người trader, không phải là lúc nào chúng ta cũng tham gia vào trong thị trường, không phải lúc nào chúng ta cũng giao dịch, không phải lúc nào chúng ta cũng phải nhảy nhót ở trên thị trường, phải đưa lệnh trên thị trường, đây là điều hoàn toàn sai trái. Nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, hiểu rõ về vấn đề này. Các bạn nên nhớ rằng các bạn muốn tồn tại được hay không thì bản thân chính các bạn phải kiểm soát được hành vi, kiểm soát được các giá trị của bản thân các bạn trên thị trường. Khi bản thân chính các bạn là những nhà đầu tư, khi chính các bạn là những người tham gia vào trong thị trường, các bạn còn không kiểm soát được những vấn đề này thì làm sao các bạn có thể tồn tại được ở trên thị trường về đầu tư Forex. Thì tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chứng minh, những gì chúng tôi đang cho những nhà đầu tư thấy rõ về những điều này, những giá trị thực tiễn này, mọi nhà đầu tư sẽ có những cái nhìn khách quan hơn về thị trường và có cái giá trị đánh giá đúng hơn về giá trị chia sẻ trên thị trường. Các bạn phải hiểu rằng giữa những người giao dịch thực tế nó khác xa với cả những người chỉ là gì nhỉ, chơi mồm hoặc dùng mõm như là bắn lệnh hoặc phân tích về xu hướng trên thị trường, nó hoàn toàn khác. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý nhé. Và thì nhỉ, trong cái thời điểm này thì tôi
không có đánh tài khoản lớn và hầu như tôi sẽ đánh tài khoản nhỏ để dìu lên. Thì đấy, chia sẻ hẳn cho các bạn để các bạn nhìn nhận thấy và đánh giá được nha. Thì vừa rồi tôi có đánh trên tài khoản này và sau khi tôi tắt cái live stream của bản thân mình đi và tôi đã xử lý lệnh hết toàn bộ nha. Đó, thì đây thì cho anh em xem để anh em nhìn nhận đánh giá được rõ đó. Bản thân tôi đã trong cái live stream của bản thân mình khi mà diễn biến của thị trường xảy ra thì tôi phải là người nắm được những giá trị này trên thị trường về đầu tư. Không có chuyện chúng ta tham gia vào chúng ta thích thì chúng ta giao dịch, không có chuyện chúng ta tham gia vào chúng ta thích là chúng ta đưa lệnh vào trên thị trường. Đây là điều hoàn toàn sai trái. Và bản thân một cái người trader họ không kiểm soát được các giá trị đó trên thị trường mà cứ lao vào mà cứ bảo là giao dịch được hay không trên thị trường, đó là hoàn toàn sai lầm nha. Đấy, thì tôi cho nhà đầu tư thấy rõ về những vấn đề này. Ok nha. Xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư và tôi xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường.